thì bây giờ mình lại tiếp tục cái bài giảng tiếp theo trong cái series ukulele ha. Thì bài trước thì mình đã có hướng dẫn cho các bạn là chơi nhịp 3-4, cách đánh cái nhịp 3-4 và chúng ta thực hành bài Con Kinh Tinh Xanh Happy Birthday gì đó, nhớ đó. Thì bây giờ bài này mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách mà để chúng ta chơi cái nhịp 2-4 và nhịp 4-4, và chúng ta sẽ thực hành vào cái bài một nhà. Thì để mình nhắc lại một chút xíu về cái nhịp ha. Thì khi mà chúng ta chơi nhạc, nó phải có một cái tốc độ nó đều đặn, nó dựa trên một cái nhịp đó, dựa trên một cái nhịp nào đó, và nó luôn luôn nó đều thì nghe cái bài nhạc nó mới êm được, chứ không thôi lúc nhanh lúc chậm nghe nó loạn hết. Rồi thì khi chúng ta hát á, thì thường mình vỗ tay, thì đây là chúng ta vỗ đều theo cái nhịp ha. Còn cái vỗ xuống như vậy gọi là cái phách. Thì khi chúng ta đánh cái phách á, thì nếu không có nhạc cụ thì chúng ta vỗ tay, nhưng mà nếu có nhạc cụ á, thì giống như là cái đàn ukulele thì chúng ta sẽ đánh trên cái đàn ukulele, ví dụ đánh vậy hoặc là đánh vậy đó, nói chung là đánh lên cái đàn để mà chúng ta tạo ra cái phách ha. Thì ví dụ như là nhịp 4-4 đi, thì là nói về nhịp 3-4 lại ha. Cái 3-4 là sao? Là trong một ô nhịp nó sẽ có 3 phách, hay là một cái chu kỳ nhịp của nó là 1 2 3 quay về, 1 2 3 quay về, đúng không? Ví dụ như chúng ta hát bài là con kênh xanh xanh những chiều êm a lướt trôi, nhịp 1 nào nó rất ở đây. Rồi, ví dụ như đến bài và nhịp 2-4 đi, thì là giờ cháu lên ba cháu vô mau giáo, cô thương cháu vì cháu không khóc nhè. Đó, các bạn có thể ý là cái nhịp 1 là nằm ở đây không? Nhịp 2-4, bài cháu lên ba. Còn ví dụ như là bài nhịp 4-4 đi, bài một nhà đi, thì chúng ta sẽ đánh là 1 2 3 4, 1 2 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Thì chúng ta đánh là khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một gia. Đó, thì cái đó nó là một cái nhịp phách để chúng ta đánh cho nó đều cái bài nhạc. Rồi, thì nhịp 3-4 thì mình đã hướng dẫn bài trước đó ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách chơi của nhịp 4-4 nè. Thì bây giờ nhịp 4-4 nó cũng chẳng gì khó đâu. Nó là như thế này, chúng ta sẽ bấm hợp âm, đúng không? Sau đó chúng ta để cái tay như thế này. Đó, giống như mình đang cầm một cái tập mảnh giấy đó. Rồi ba ngón này chúng ta co lại tự nhiên, mấy ngón này, cái ngón này chúng ta sẽ để cho nó dư ra một chút xíu và nó thả lỏng ra, để cho khi mà chúng ta quạt cái tay á, cái ngón này là cái ngón đụng vô cái sợi dây rồi mà đánh. Đó, chứ không phải ngón cái nha. Nè, xuống. Đó, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Bạn nào chưa biết cách bấm hợp âm này thì hãy xem lại những cái bài trước đó để mà học cái cách bấm hợp âm ha. Cái series của mình nó làm theo từ bài từ dễ đến khó đó. Thì bạn nào chưa xem bài trước thì phải xem bài trước, chứ không thôi xem những bài sau rồi bỏ bài trước là không có hiểu gì đâu. Rồi. Đó. 1 2 3 4, 1 2 3 4. Đó là cái nhịp 4-4 khi chúng ta đánh nó như vậy. Thì cách luyện tập nó rất là đơn giản thôi. Đầu tiên á, chúng ta chỉ tập đánh tay phải trước thôi. Chúng ta giữ nhịp cho nó chắc lên. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Phải thật chắc nha, chứ không thôi là hả, chúng ta đánh mà kiểu như là tùy tiện như này nè. 1, 2, 3, 4 nè. 1, 2, 3, 4 này. 1, 2, 3, 4. Đánh như vậy nó lung tung, cái nhịp nó sẽ không có đều. Đó, khi chúng ta hát thì chúng ta luôn luôn hát đều. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường. Nói vậy, cứ đâu có ai đánh. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một là nó lung tung cả lên hết. Cho nên là mình đánh luôn luôn nó phải giữ cái nhịp, bất kể giá nào thì làm mình phải luôn luôn giữ cái nhịp cho mình đều, chứ không phải là mình đánh lúc thì quên lời rồi thôi dừng lại cái đọc lời, hay là quên hợp âm cái dừng lại coi hợp âm, đánh này là nó sai. Mình phải làm mọi cách để cho mình luôn luôn giữ cái nhịp, quên lời thì làm thế nào để mình thuộc, chưa biết hợp âm thì học cái hợp âm cho nó thuộc. Đó, mình chơi như vậy thì cái bài nhạc đó, nó mới đều đặn, nó mới hay được. Rồi thì bây giờ cái cách tập nhịp là mình đánh không vậy nó đều ha. Sau đó mình đánh đều được rồi thì mình sẽ kết hợp vô hợp âm để mình đánh. Ví dụ như là bình thường mình chỉ đánh là 1 2 3 4 rồi cứ thế 1 2 3 4 mà tay trái không làm gì hết. Thì bây giờ mình sẽ kết hợp tay trái và bấm hợp âm. Cứ 4 lần mình đổi hợp âm lần. Ví dụ 1 2 3 4 cái đổi hợp âm. 1 2 3 4 cái đổi hợp âm. 1 2 3 4 đổi hợp âm. 1 2 3 4 đổi hợp âm. 1 2 3 4 đổi.
Đó. Cứ như vậy mà chúng ta đổi hợp âm. Chúng ta biết hợp âm gì chúng ta đổi. Mình có hướng dẫn cho các bạn là 8 cái hợp âm cơ bản là những cái bài trước đó, thì các bạn cứ việc lấy những hợp âm ra chúng ta tập thôi. Đó, 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Cứ vậy mà chúng ta đánh. Đó, nó rất là đơn giản thôi. Rồi, còn cái nhịp 2 4 thì sao? Nhịp 2 4 thì các bạn cứ hiểu nôm na, nó là một ô nhịp, nó có hai cái lần đánh. Thì mình có thể hiểu theo cách là hai cái 2 4 nó bằng cái 4 cũng được, tức là mình dùng cái toán học ra để mình chia ra cũng được, không sao hết. Mặc dù thực tế trên lý thuyết âm nhạc nó không có cái chuyện đó, nó không phải là cứ 4 4 chia đôi nó ra thành 2 4, nó không phải là phân số, nó không phải toán học ha. Nhưng mà một cách nôm na, một cách gọi là trực quan để cho các bạn hiểu đơn giản, thì 2 4 đúng không, đánh hai phát 1 2, xong rồi đánh thêm lần nữa 1 2 lần nữa, thì nó cũng giống như là 1 2 3 4 thôi, tức là cái số phách nó đánh nó cũng như nhau vậy thôi. Nếu mà mình đánh trên cùng một cái tốc độ thì nó cũng như nhau đó, nhưng mà thực tế để nói trong âm nhạc thì nó không phải như vậy. Nhịp 4 4 là 4 4, 2 4 là 2 4, mà 3 4 là 3 4, chả liên quan gì với nhau cả. Đấy, không phải là thằng này chia thằng này ra, thằng kia nhân lên cái ra thằng nọ, không phải, nó phải toán học. Nhưng mà mình hiểu cách nôm na thì mình có thể hiểu như vậy ha. Rồi thì khi mà mình đánh nhịp 2 4 thì mình tập trước 1 2, 1 2 1 2 1 2, quen tay rồi chúng ta bắt đầu đưa hợp âm vô 1 2 chuyển, 1 2 chuyển, 1 2, không được chuyển như này nha, 1 2 cái 1 2 1 2 là bài nhạc mai mốt ha. Khi hai ta về một nhà khép đôi, mấy chung một chưa đôi khi là nó lung tung cả lên, thấy không? Chúng ta phải đánh đều 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, đánh sao đánh luôn luôn nó phải đều với nhau như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn thực hành cái bài là một nhà ha. Bài một nhà nó cũng rất là dễ thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đánh mẫu trước cho các bạn nghe ha. Rồi bây giờ mình sẽ vừa đánh vừa đọc cái hợp âm cho các bạn nè. Ví dụ nè. 1 2 đô 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 son 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 la 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 fa 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 đô 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 son 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 la 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 fa 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 đô. Đó, thật ra nó chỉ có 4 hợp âm là đô trưởng, son trưởng, la thứ, pha trưởng. Đây là những cái hợp âm mà mình đã chỉ cho các bạn ở những cái bài cơ bản trước đó rồi. Thì nó chỉ có lặp lại một cái vòng hợp âm theo kiểu là đô trưởng xong qua son, xong qua la thứ, qua pha, xong quay lại đô trưởng, son, la thứ, pha, quay lại đô trưởng, son, trưởng, pha, la thứ, xong pha. Cứ vậy mà chúng ta đánh tới hết bài thôi. Rồi, thì bây giờ mình sẽ vô, mình đánh cho đều nhịp để đó nha. À, các bạn đánh chung theo mình cho nó dễ nè. 1, 2, chuyển nó son 1 2 3 4, chuyển nó la 1 2 3 4, chuyển nó pha 1 2 3 4, chuyển về đô lại đó. 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 về lại. Ok chưa? Rồi thì bây giờ nè, khi mà mình hát thì mình sẽ phải bỏ hai cái nhịp đầu tiên. Tức là đối với cái bài hát này, hai nhịp đầu chúng ta chưa hát, nhịp thứ ba chúng ta mới hát, tức là một nè, hai nè, nhịp thứ ba là khi đó chúng ta mới hát chữ khi ta về một nhà. 1 2 khi hai ta về một, đúng không? 1 2 rồi, khi 1 nè, 2 nè, khi hai ta về. Thì khi mà hết 4 nhịp rồi chúng ta phải đổi hợp âm son quay lại cái nhịp thứ nhất. Đó, lại nha. 1 2 khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giờ, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Đã, ok chưa? Nó cũng rất là dễ thôi, thức giấc chung một giờ. Xong rồi, khi hai ta chung một đường, ta chung vui một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Đó.
nó cứ như vậy mà chúng ta đánh. Chúng ta phải cố gắng đánh làm sao cho nó đều nhịp. Mình đánh nhanh không được thì mình đánh chậm. Rồi mình đánh chậm được rồi thì bắt đầu mình mới đều nữa nha, phải đều chậm và đều. Sau đó chúng ta mới bắt đầu chúng ta tăng cái tốc lên chút xíu, từ từ chúng ta sẽ đánh tới cái tốc độ mà giống như ca sĩ người ta đang hát. Đó, mình cố gắng tập thật là đều. Ở đây thì mình chỉ có ví dụ cho các bạn cái bài nhịp 4/4 thôi, mình không có ví dụ cái bài nhịp 2/4 ha. Tại vì mình cũng nói rồi thì bài nhịp 2/4 thực tế nó nghe khi mà chúng ta nghe thì nó cũng giống như là 4/4 mà thôi, đánh hai lần 2/4 nó ra cái 4/4. Đó, nghe cái cảm giác nó cũng giống vậy. Thế cho nên là mình chỉ cần chỉ cho các bạn cái 4/4 thôi, còn cái 2/4 là các bạn tập cứ mà 4/4 đều thì coi như cái 2/4 nó cũng đều thôi. Đó, nó chẳng có gì khó khăn cả. Ok, thì cái bài này của mình đến đây là kết thúc ha. Sau cái bài này thì mình sẽ chỉ cho các bạn là những bài sau, là mình sẽ bắt đầu đi vào học cái điệu. Thì các bạn nhớ là cần phải chuyển hợp âm thật là tốt, giữ nhịp thật là chắc. Đó, luyện ngón nhiều lên, thuộc hợp âm lên, rồi giữ nhịp tốt lên. Rồi lúc đó chúng ta vào cái bài chúng ta học những cái điệu này điệu kia để chơi những cái bài này bài nọ nó mới hiệu quả được. Ok, bài hướng dẫn mình đây kết thúc ha.